Trong công việc, chắc chắn chúng ta sẽ có lúc phải đối mặt với những hoạt động không khiến cho chúng ta hứng thú một cách tự nhiên, hoặc là chúng ta cho là quá nhàm chán, không liên quan, không thoải mái hoặc là quá khó. Điều này bắt nguồn từ cách thiết kế của bộ não. Mặc dù bộ não tưởng thưởng chúng ta khi tiêu tốn năng lượng tâm trí vào việc mở rộng bản thân, nhưng nó còn tưởng thưởng nhiều hơn khi chúng ta bảo tồn năng lượng của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta phải vật lộn với những hoạt động không khơi gợi trí tò mò ngay lập tức, hoặc là có xu hướng dần dần sẽ cảm thấy nhàm chán với mọi thứ. Nếu không tìm ra cách khiến những hoạt động này trở nên thú vị và thách thức hơn, chúng ta sẽ khó có thể hoàn thành xuất sắc và đúng hạn, từ đó hủy hoại sự thành công và phát triển của mình. Đây chính là lúc cần đến động lực nội tại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 6 cách đơn giản để có cho mình được động lực nội tại thông qua bài viết của tác giả Kiều Anh Tú đăng trên website Spider Room với tiêu đề Sức mạnh của động lực nội tại. Thêm vào đó, chúng mình cũng vừa mới cho lên kệ đầu sách mới nhất mang tên là Động lực nội tại, làm sao để yêu công việc của bạn và đạt đến thành công, của tác giả Stephen Fox. Các bạn có thể tự tìm đặt sách ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng mình bắt đầu video nào. Động lực nội tại là một thuật ngữ mô tả sự thôi thúc khiến chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ vì chúng ta thấy nó thú vị hoặc là hấp dẫn. Động lực nội tại là cảm giác chúng ta muốn hoàn thành một nhiệm vụ để nhận được một số phần thưởng ở bên ngoài. Nói tóm lại, động lực nội tại cho phép chúng ta thể hiện hết khả năng của mình. Nếu học cách trau dồi kỹ năng này sớm, bạn sẽ xây dựng được sự dẻo dai cần thiết để đạt được mục tiêu trong bất kỳ lĩnh vực nào, cũng như có được nhiều niềm vui hơn trong công việc hàng ngày. Và đây là 6 cách để có được động lực nội tại. 1. Tìm hiểu công việc bạn đang làm đóng vai trò gì trong bức tranh chung. Khi bạn được giao một dự án hoặc là một nhiệm vụ, nó thường nằm trong một giải pháp cho một vấn đề lớn hơn, hoặc là một bước tiến trên con đường đi đến mục tiêu cao hơn. Nhưng mà khi mới bắt đầu sự nghiệp, có thể bạn sẽ khó thấy được giá trị mà mình đang đóng góp. Và nếu bạn không cảm thấy mình đang đóng góp giá trị, thì nhiều khả năng là bạn sẽ mất động lực. Vì hầu hết mọi người đều có một nhu cầu tâm lý, đó là cảm thấy những cái nỗ lực của mình không vô ích. Lần tới, khi được giao một nhiệm vụ mơ hồ như là cậu có thể làm xong cái này cho tôi trước 1 giờ chiều ngày mai không? Em xem hộ anh cái này được không? Cậu có thể lập tài liệu X và Y rồi gửi qua email cho tôi hay là không? Hãy tự đặt những câu hỏi như là: đầu tiên, chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề gì khi thực hiện những cái nhiệm vụ này? Thứ hai, vấn đề này lớn đến đâu? Thứ ba, vấn đề xảy ra thường xuyên đến mức nào? Thứ tư, nó gây ra hậu quả tiêu cực gì? Thứ năm, việc giải quyết nó đem lại những cái lợi ích bổ sung nào? Và cuối cùng, tôi đang góp phần như thế nào vào giải pháp? Câu trả lời sẽ giúp cho bạn khám phá giá trị mà bạn mang lại. Ví dụ, bạn được giao việc photo 100 bản thông cáo báo chí cho một sản phẩm mới. Ban đầu việc này có vẻ tẻ nhạt, nhưng mà nếu tìm hiểu sâu hơn một chút, có thể bạn sẽ phát hiện ra công việc của mình đang giúp thu hút khách hàng mới hoặc là đưa sản phẩm đến với những cái cộng đồng cần nó. Hoặc có thể bạn được giao nhiệm vụ sắp xếp một bảng dữ liệu lớn theo thứ tự bằng chữ cái. Lúc đầu, nhiệm vụ này sẽ khiến cho bạn cảm thấy hơi nhàm chán. Nhưng mà sau khi đặt một vài câu hỏi, có thể bạn sẽ biết được mình đang giúp mọi người trong toàn bộ công ty tiếp cận thông tin quan trọng một cách dễ dàng hơn. Khi biết được những đóng góp của mình có mục đích, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy thú vị hơn về nhiệm vụ của mình. 2. Thực hiện ngay lập tức các nhiệm vụ dễ dàng. Hãy luôn hướng đến hành động và cố gắng thực hiện ngay lập tức các nhiệm vụ đơn giản. Ví dụ, nếu bạn đang họp và mọi người quyết định cần một cuộc họp nữa, thì hãy gửi lời mời cuộc họp bổ sung ngay sau khi cuộc họp hiện tại kết thúc. Nếu có người gọi điện hoặc là email để xin thông tin và bạn có sẵn thông tin đó thì hãy gửi ngay lập tức. Nghe có vẻ như là lời khuyên ở đây là hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản thật nhanh chỉ để loại chúng ra khỏi đầu. Nhưng ý tưởng thực sự là hãy thu thập những cái chiến thắng dễ dàng. Khi chúng ta đánh dấu các mục đã hoàn thành trong danh sách việc cần làm, bộ não sẽ tiết ra các hormone khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu. Điều này đem lại cho chúng ta cảm giác thành tựu, giúp nhiệm vụ trở nên thú vị và bổ ích hơn, làm tăng động lực thực hiện hơn. Nếu áp dụng thói quen này, bạn sẽ làm tăng động lực nội tại của mình để hoàn thành các nhiệm vụ dễ dàng. Không những thế, bạn còn bắt đầu thiết lập và nhìn nhận bản thân là một nhân viên nhanh nhạy và hữu ích, đồng thời tránh được tình trạng tồn đọng công việc. Thứ ba, tránh lặp lại quá nhiều nhiệm vụ vô thức. Một cách khác giúp cho một nhiệm vụ trở nên thú vị hơn là thay đổi cách tiếp cận. Do là những sinh vật thích tiết kiệm năng lượng, chúng ta thường ngừng thử thách bản thân và bắt đầu làm việc theo thói quen, lặp đi lặp lại. Điều này dẫn đến sự nhàm chán, vì dần dần các nhiệm vụ sẽ trở nên ngày càng ít thách thức hơn. Bạn có thể làm gì để khiến kết quả đem lại cảm giác thú vị? Ví dụ,
bạn có thể thử thách bản thân bằng cách thực hiện nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn mà vẫn đạt được kết quả tương tự hoặc là tốt hơn không. Tôi sử dụng phương pháp này hàng ngày để rèn giũa trí óc, tăng hiệu suất và đảm bảo mình liên tục cải thiện các khía cạnh trong công việc. 4. Tìm kiếm cơ hội giúp đỡ đồng nghiệp. Một trong những cách dễ dàng nhất để chạm đến động lực nội tại là tham gia vào các hoạt động mà bản thân đã đem lại nhiều lợi ích. Ví dụ, khi giúp đỡ mọi người, chúng ta tạm rời khỏi những lo âu và điều này đem lại sự thư giãn cho chúng ta. Khi giúp được ai đó, chúng ta sẽ nhận lại những phản hồi tích cực cho chúng ta biết rằng mình vẫn ổn, mình mạnh mẽ và nắm quyền kiểm soát. Mỗi ngày, hãy đặt mục tiêu giúp đỡ đồng nghiệp theo một cách nào đó. Chẳng hạn, nếu như đồng nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thiết kế một bài thuyết trình và bạn đặc biệt thành thạo lĩnh vực này, hãy đề nghị giúp cho người đó một tay. Nếu bạn giỏi phân tích dữ liệu và đang gặp một người khó khăn trong việc đo lường kết quả của một dự án, hãy xem liệu bạn có thể góp ý hay là không nhé. Những trải nghiệm tích cực này sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục chia sẻ kiến thức, khiến ngày làm việc trở nên bổ ích và thú vị hơn. 5. Chuyển năng lượng bực bội vào các giải pháp. Thỉnh thoảng cảm thấy bực bội tại nơi làm việc là chuyện bình thường. Nhưng mà để cảm xúc tiêu cực lấn át chính là khắc tinh của động lực nội tại và cuối cùng sẽ khiến cho bạn chật khỏi mục tiêu. Suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực khi không được quản lý sẽ làm cho bộ não hoạt động chậm hơn, tăng mức độ căng thẳng và khiến việc giải quyết các vấn đề trở nên khó khăn hơn. Để tránh điều này, hãy đặt từ 15 đến 30 phút trên lịch bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị ngợp trước những cảm xúc tiêu cực tại nơi làm việc. Sử dụng khoảng thời gian này để tự mình suy ngẫm. Bạn có thể tự xử lý được các tương tác khó khăn, chút bầu tâm sự về một ngày tồi tệ hoặc là la hét về sự xấu tính của sếp. Việc này giúp cho bạn giải tỏa áp lực một cách lành mạnh, đồng thời không để những cái suy nghĩ và cảm xúc đó lấn át. Sau khi suy ngẫm, có thể bạn sẽ nhận ra mình ít có lý do để tiêu cực hơn mình nghĩ. Mục tiêu là hiểu rõ hơn cái gì đang thúc đẩy cảm xúc và giải quyết nó thay vì lảng tránh. Từ đó giúp cho bạn được trang bị tốt hơn để tiến về phía trước, biến một cuộc họp nhàm chán thành một cơ hội học tập. Học không phải lúc nào cũng là cái cách sử dụng thời gian thú vị nhất, đặc biệt là khi mới bắt đầu sự nghiệp. Bạn có thể được yêu cầu tham gia các cuộc họp mà bạn cảm giác chúng chẳng liên quan gì đến vai trò hoặc là trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, suy cho cùng, sự tham gia thụ động vào các cuộc họp như vậy không có lợi cho ai cả. Ngay cả khi bạn tin một cuộc họp không ảnh hưởng trực tiếp đến mình hay là sự phát triển nghề nghiệp của mình thì vẫn có cách dễ dàng để tận dụng khoảng thời gian đó. Nếu làm được thế thì bạn có thể biến cuộc họp từ nhàm chán trở thành bổ ích và chạm đến động lực nội tại. Chẳng hạn, nếu như bạn đang ở trong một cuộc họp mà bạn cảm thấy nhàm chán thì đừng vội bỏ cuộc. Thay vào đó, hãy xem mình có thể học được gì từ những cái người tham gia. Nếu bạn đang xem một bộ phận khác trình bày, hãy chú ý đến cách mà họ suy nghĩ, chia sẻ thông tin cũng như là những điều họ đặc biệt giỏi. Hãy tự hỏi, làm thế nào để tôi có thể bắt chước được điều đó ở trong cuộc họp tiếp theo để thuyết trình cho tốt hơn? Tôi có thể sử dụng thông tin này như thế nào để phát triển lên? Đột nhiên, bạn đã biến một cuộc họp nhàm chán trở thành một cơ hội học hỏi. Kết quả là bạn sẽ có nhiều động lực hơn để tham gia, chú ý và học hỏi nhiều điều mới. Để phát triển động lực nội tại cần kiên trì luyện tập. May thay, một khi quá trình này được khởi động và chúng ta bắt đầu thấy các tác động tích cực từ những nội lực của mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ bắt đầu củng cố những cái thói quen và kỹ thuật này trong cuộc sống hàng ngày. Sự tiến bộ là một động lực đáng kinh ngạc mà chúng ta phải trau dồi cho bản thân. Phần thưởng bên ngoài chỉ có thể giúp chúng ta tiến xa đến một mức nhất định rồi sẽ mất đi sự hấp dẫn. Ngược lại, động lực nội tại tiến lên cùng chúng ta và giúp chúng ta phát triển sự thôi thúc bên trong mình để hoàn thành những công việc lớn lao. Và nếu bạn đang quan tâm làm cách nào để tận dụng khả năng của động lực nội tại nhằm phát triển công việc và sự nghiệp của mình thì đừng quên nhấn link mua hàng ở dưới phần mô tả của chúng mình nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!